Mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VieON. Trên công ty của anh đang có việc mà anh vẫn lo cho ba quá. Dạ em biết rồi. Vậy để giờ em ghé qua chỗ ba luôn. Hôm nay em làm cả tối nên cũng rảnh á. Vậy thì làm phiền em nha. Dạ. Để gọi điện cho ba hả? Dạ. Thì con hay gọi cho ba mà. Người duy nhất trên đời này á được con gọi là ba. Anh chú á ngưỡng mộ ổn lắm. Thầy chú có sao không? Sao chăng gì. Chú phải cảm ơn nó. Nhờ nó mà chú cứu được con trai chú đó. Vết thương này là vô giá. Ba. Lời gọi cho ba vợ hả? Thần thiết quá. Con vừa gọi ba. Ba. Khang. Ba. À, rồi ba. Đã từ rất lâu rồi con mới gọi ba. Nhưng mà không hiểu sao con lại không gọi được. Con trai của ba. Khang. Mi ơi, anh thấy cái này hơi xui rồi đó. Con ơi con này đi. Trời ơi cái nồi thịt con đừng có để lửa lớn. Để dạ, để con bớt lửa. Thịt hết á. Con bớt lửa. Mi con dạ. Chạy lên con kêu mẹ chồng xuống ăn cơm. Đi chạy lên. Mà nhớ tắt lửa nha. Dạ. Để con coi cái gỏi là con bỏ tỏi vô chưa nha. Dạ bà. Sao anh? Có kỳ không? Anh thấy đẹp mà. Có gì đâu mà kỳ. Hình như hơi chặt đó. Anh thấy vừa lắm. Em cảm thấy khó chịu không? Không. Mẹ ơi. Sao vậy con? Dạ con mời mẹ với chú ra ăn cơm ạ. Mẹ xuống ngay. Con xuống trước đi. Anh cởi cho em đi. Cởi ra hả? Anh cởi đi. Không cởi làm sao xuống ăn cơm được. Sao vậy anh? Hình như cái khóa này bị kẹt hay sao đấy em. Anh kéo từ từ thôi. Sao lâu vậy? Mẹ ơi. Ơi. Xuống liền con. Xuống liền. Chết rồi. Sao vậy? Không được hả? Em hình như cái khóa này bị hư rồi. Anh sợ kéo mạnh quá. Sợ rách áo luôn đó. Giờ làm sao? Thử đây coi. Lần nữa đi nào. Phát ơi xuống ăn cơm con. Dạ. Tụi con xuống liền mà. Chết em rồi. Đàn bà gái gì mà ngồi ăn cơm mà phun ra tùm lum ta la. Sorry bác. Cô mắc cười quá. Dính nè. No. Mà công nhận nha anh Phát. Anh chọn một cái áo dạ hội cho chị em bận xuất sắc luôn. Very good. Anh chọn chuẩn quá phải không? Yeah. Con thấy dáng của mẹ đẹp lắm rồi đó. Mặc cái gì cũng chuẩn hết á. Mẹ phải tự tin lên. Con công nhận là mẹ mặc cái váy này đẹp thiệt luôn á. Nhìn như cô dâu 22 tuổi vậy đó mẹ. Đừng có chọc mẹ. Con nói thiệt chứ bộ. Rồi bữa ăn gia đình mà cứ mặc đầm dạ hội ngồi lết phết vậy hoài sao ăn trời. Tại cái kéo nó bị hư đó mẹ. Chút nữa ăn xong con sửa lại. Ăn xong rồi bụng bự khỏi kéo dây kéo luôn ha. Con cũng đang tính nói đó. Ai ôi trời. Em ăn đi em. Bác ăn đi bác. Con mời bác. Mẹ ăn cái này ngon này mẹ. Mẹ. Sao nữa? Vậy là mẹ chấp nhận chú Phát rồi phải không? Con nhỏ này đang ở công ty đó. Con biết rồi. Nhưng mà mẹ tiết lộ cho con chút được không? Mẹ không biết là hôm qua con với anh Khang đã phải vất vả thế nào mới tạo được cơ hội cho hai người đâu. Không phải hôm qua hai đứa ở khách sạn hả? Nè, đừng có nói là hôm qua hai đứa sang nhà bà nội Hằng đó nha. Dạ, đúng là như vậy à. Tại tụi con thấy tội nghiệp cho bà quá. Nhưng mà qua rồi mới thấy. Sao? Có chuyện gì? Mẹ nói cho con biết chuyện của chú Phát đi, thì con sẽ kể cho mẹ nghe chuyện của bà. Vậy thôi, khỏi kể đi mẹ. Hôm nay trông chú có vẻ vui quá ha. Dĩ nhiên, được con trai chở đi làm, không vui sao được. Dạ ba. Gì con? Alo, con Khang hả? Bà nói chuyện với con một chút được không? Dạ được ạ, ba cứ nói đi. Con không có gì đâu, chỉ là ba muốn gọi rồi nói chuyện hỏi thăm con vậy thôi. Con khỏe ba. Ba mẹ có khỏe không ba? Ba thì khỏe, còn mẹ con á, trời ơi ba bó tay rồi. Mua cho một đống đồ, nguyên một đống việc, để lại cho một mình ba làm. Rồi mẹ con bỏ đi đâu mất tiêu à? Mẹ có chuyện gì hả ba? Không, mẹ con khỏe như trâu á. Là sao con vẫn chưa hiểu? Nghĩa là mẹ không ăn uống được gì hay là sao? Mẹ con ăn gấp đôi, ăn luôn phần của ba luôn. Ghê chưa? Mà... con thấy ghê chưa? Thì bởi vậy con nè, bà cúp máy kìa. Bà gọi lại con sao? Dạ vâng ạ, con chào ba nha. Con chắc người ta vui lắm, con rể gọi là ba mà. Cái này có một khuyết điểm là rất khó vệ sinh. Bây giờ các công trình ít khi nào sử dụng tới nó nữa. Con chỉ sợ là đường ống rác như này sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thống thông gió của thang máy thôi. Dạ, bây giờ có nhiều công nghệ xử lý mùi của rác, con nghĩ là cũng không ảnh hưởng nhiều đâu ạ. Vậy thì để con đi coi thử xem sao ạ. Nên kiểm tra đi con. Dạ, con xin phép, em xin phép anh. Về bên mình á, khi nào tiến hành bằng giao nhà? Dạ, chờ giấy phép bên phòng cháy chữa cháy nữa là mình có thể giao nhà được đó chú. Dạ. Khang chưa xong nữa à? Dạ, anh Khang xong rồi. Mà nãy anh đi thang máy bên kia á, chắc anh lên liền ạ. Vậy chú bây giờ được rồi. Dạ. Em nói anh Khang đi thang máy này hả? Sao không thấy cửa mở? Dạ đúng rồi, hồi nãy đi thang máy này nè. Sao vậy? Anh Khang ơi! Anh ở trong này nè, thang này nè. Bà đi cho thang máy bị sao á? Có sự cố rồi, gọi điện cho đội sửa chữa đi. Em gọi đi. Nó bị hội chứng sợ không gian kín. Nếu như bị nhốt trong phòng kín hoặc là ở nơi chật hẹp là nó không thể nào thở được. Chết à? Khang ơi! Là con đây. Con có sao không? Con không sao đâu. Dạ chú ơi, con đã gọi cho bên sửa chữa rồi, họ nói tới liền. Dạ chú ơi, con cũng vừa mới gọi đội sửa chữa bên công ty mình tới liền đó chú. Khang ơi, đội cứu hộ đang trên đường đến, con chờ một chút xíu nha. Dạ vâng, có đợi được mà, không sao đâu ạ. Bình tĩnh đi Khang. Cứ bình tĩnh thôi. Tôi đều. Bên đây nè. Khang, có sao không hả? Khang ơi, Khang, có sao không? Cho người phát lên, thứ cũng được. Chú chờ. Không có chờ cái gì hết, báo lên. Dạ, con đi liền. Chú ơi, chú bình tĩnh đi chú. Đội sửa chữa đang tới mở cửa đó chú. Khang, cậu đi tìm cái gì hết, phát nó lên không? Dạ. Chú, để con phụ chú. Tránh ra, tôi làm được mà. Khang, Khang ơi, Khang. Khang, Khang, sao không con? Chú Phát, tay của chú chảy máu kìa. Chú không sao. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VieON.